24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт. Ukraine will never be a victory for Russia. Trúc Huỳnh mến chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Hãng thông tấn TASS đưa tin lực lượng phòng không Nga đã hạ gục một máy bay không người lái tức UAV của Ukraine gần Moskva vào sáng sớm hôm nay. TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở quận Istra phía tây bắc thủ đô, là một nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công các cơ sở của Nga. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết các báo cáo sơ bộ cho thấy là không có thương vong hay là thiệt hại, nhưng các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang làm việc tại hiện trường. TASS đưa tin các hoạt động bay đã được nối lại tại các sân bay Vnukovo và Sheremetyevo của Moskva sau khi bị tạm ngừng hoạt động. Vụ tấn công được báo cáo nhằm vào Nga diễn ra sau các cuộc không kích của Nga vào Ukraine hôm 6 tháng 10, khi không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 25 trong số 33 UAV do Nga phóng nhắm vào ít nhất 6 tỉnh của Ukraine trong đầu ngày, theo AFP. Ngoài ra, tỉnh trưởng Oleh Sinehubov của tỉnh Kharkiv hôm qua nói rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga nhắm vào những tòa nhà dân cư trong tỉnh vào đầu ngày đã khiến một cô bé 10 tuổi chết và 23 người bị thương. Đợt tấn công mới diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào làng Horoza thuộc tỉnh Kharkiv trong lúc nhiều người tập trung để mà tưởng nhớ một binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Số người chết trong cuộc không kích này đã tăng lên thành 52 vào hôm 6 tháng 10. Hiện các lực lượng cứu hộ cố gắng lùng sục trong đống đổ nát để tìm kiếm thi thể. Đây là một trong những cuộc tấn công gây chết chóc nhiều nhất từ khi xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2 năm 2022. Chính quyền tỉnh Kharkiv đã công bố 3 ngày tang lễ. Ukraine cáo buộc Nga đã bắn tên lửa, trong khi Điện Kremlin thì tái khẳng định là Nga không tấn công các mục tiêu dân sự khi được yêu cầu bình luận về vụ việc. Về tình hình trên chiến trường, Nga được cho là đã tìm cách thích nghi và điều chỉnh chiến thuật sao cho phù hợp với thực tế và khắc chế được các hoạt động phản công của Ukraine ở phía Đông và Nam. Nga đã áp dụng chiến thuật gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua video sau. Một chiến thuật mà quân Nga đang áp dụng bao gồm tạm rút lui rồi phản kích nhanh đang cho thấy hiệu quả trước lực lượng phản công của Ukraine. Theo báo The New York Times, chiến thuật phòng thủ đàn hồi này không phải là khái niệm mới mẻ. Theo đó, quân đội Nga thay vì giữ chiến hào bằng mọi giá thì sẽ rút về vị trí phòng thủ dự bị khi bị Ukraine tấn công mạnh, sau đó họ phản kích khi bị lực lượng Kiev đang tiếp cận chiến hào vừa bị bỏ lại. Nhà phân tích Ben Barry, chuyên gia nghiên cứu chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ nhận định, bên phòng thủ rút lui nhưng vẫn gây thiệt hại nặng nề nhất có thể cho bên tấn công, với ý đồ đặt bên tấn công vào thế yếu để tung ra đòn phản kích quyết định. Trong những tuần gần đây, chiến sự dữ dội đang diễn ra ở khu vực phía nam tỉnh Zaporizhia khi Ukraine tìm cách khai thác bước tiến ở làng Robotyne nhằm thực hiện một cuộc đột phá quyết định xuyên qua hàng phòng thủ của Nga. Theo tờ New York Times, chiến thuật của Nga nhằm ngăn cản, không cho lực lượng Ukraine thiết lập chỗ đứng và củng cố xe tăng và xe bọc thép trước khi tung ra những đợt tấn công mới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một cơ quan cố vấn của Mỹ chuyên phân tích cuộc xung đột cho biết, hai bên giành giật qua lại các chiến hào trong những trận giao tranh ác liệt gần làng Robotyne. ISW cũng đánh giá rằng Nga đã áp dụng chiến thuật phản kích thành công. Theo đó, Moscow đã triển khai các đơn vị tinh nhuệ và gây thương vong nặng nề cho phía Kiev. Bên cạnh đó, theo tờ The New York Times, giới chức Ukraine xem các bãi mìn, hệ thống hầm hào cố thủ và pháo binh Nga là chướng ngại lớn đối với lực lượng Kiev. Ukraine cũng cho rằng phương Tây chỉ hoãn cung cấp chiến đấu cơ và vũ khí tầm xa là các yếu tố ảnh hưởng cuộc phản công. Tiến độ chậm chạp của cuộc phản công mà Ukraine phát động vào đầu tháng 6 đã dẫn đến những lời chỉ trích cho rằng quân đội nước này đã không áp dụng đúng các bài học mà họ nhận được từ phương Tây. Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra hoài nghi về những quan điểm trên. Tờ Business Insider cho rằng vấn đề đằng sau bước tiến chậm chạp có thể không phải là do Ukraine, mà chính là do chiến thuật của Mỹ và các đồng minh trong Liên minh NATO. Theo đó, việc đào tạo của phương Tây dù không tệ trong các kỹ năng cơ bản, song dường như không phù hợp với tình hình giao tranh ở Ukraine, đặc biệt là các bài huấn luyện của NATO dành cho Ukraine không bao gồm cách đối phó với các chướng ngại vật như là chiến hào, bãi mìn, dây thép gai, hào chống tăng, răng rồng. Đây chính là yếu tố đã cản trở Ukraine xâm nhập tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên và nguy hiểm nhất của Nga, dẫn đến thương vong nặng nề. Chuyển sang thông tin khác, AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 6 tháng 10 đã kêu gọi sản xuất thêm máy bay chiến đấu Su-34. Trong chuyến thăm cơ sở sản xuất hàng không ở Novosibirsk của Siberia, ông Shoigu cho biết,
Những chiếc máy bay này là những con ngựa thồ thực sự. Chúng có thể thực hiện 4 đến 5 chuyến bay mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đẩy mạnh, tăng tốc hoạt động sản xuất máy bay Su-34. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã giao nhiệm vụ cho ban quản lý nhà máy đẩy nhanh công việc sản xuất và sửa chữa Su-34 vì đang có nhu cầu về loại khí tài này. Trong khi đó, một loại trực thăng tấn công khác của Nga là K-52 vốn đã gây nhiều tổn thất cho lực lượng Ukraine trong những tuần đầu tiên của cuộc phản công, dường như đã giảm bớt hiệu quả khi mà Ukraine có lẽ đã tìm ra cách khắc chế. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW của Mỹ, quân đội Nga đã giảm dùng trực thăng tấn công K-52 trong việc đối phó sức phản công của đối phương ở các mặt trận phía Nam và phía Đông Ukraine. Nguyên nhân được cho là do lực lượng Ukraine ngày càng thành thạo hơn trong việc đối phó mẫu trực thăng tấn công này, theo trang Insider ngày 29 tháng 9 dẫn báo cáo của ISW. Trực thăng K-52 biệt danh cá sấu là mẫu máy bay dường như đã đóng vai trò quan trọng đối với Nga trong việc đối phó phản công và được truyền thông Ukraine đặt cho biệt danh là Kền. Đây còn là một trong những mẫu trực thăng tấn công hiệu quả nhất thế giới. Giới tình báo Anh nói rằng những trực thăng này là một trong những hệ thống vũ khí đơn lẻ gây ảnh hưởng nhất của Nga ở tiền tuyến. Tuy nhiên, ISW cho rằng lực lượng Ukraine dường như đã thành thạo hơn trong việc hạ trực thăng K-52 từ giữa tháng 8, khiến giới tướng lĩnh Nga giảm không lực tại tỉnh Zaporizhia do lo ngại tổn thất về máy bay và phi công. Do đó, Nga chuyển sang dùng loại trực thăng tấn công này tiến hành nhiều đợt không kích hơn tại những khu vực khác ở tiền tuyến, bao gồm tại Kherson và Luhansk, dường như nhằm bù đắp cho lực lượng suy yếu tại các khu vực này. K-52 có khả năng cơ động cao, được trang bị lớp vỏ dày và tên lửa chống tăng có tầm bắn khoảng 15 km. Chuyên gia Gian Gentile tại tổ chức Rand Corporation của Mỹ cho biết, các máy bay trực thăng này giúp Nga ngăn chặn xe tăng Ukraine ở khoảng cách xa, khiến hệ thống phòng không của Ukraine không thể bắn trả. ISW không nói rõ việc Ukraine trở nên thành thạo hơn trong bắn hạ trực thăng K-52. Tuy nhiên, tờ The Economist hồi tháng trước dẫn lời chuyên gia Nikolaj tại Hội nghị An ninh Munich của Đức cho rằng Nga từng có khoảng 100 chiếc K-52 hồi đầu chiến dịch, nhưng đến nay dường như chỉ còn 25 chiếc. Trang Defense Express cho rằng các tên lửa vác vai RBS-70 của Thụy Điển cung cấp cho Ukraine đã chứng tỏ hiệu quả trong việc tấn công trực thăng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump nhắc lại quan điểm của ông. Theo đó, chiến lược mà chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden đang theo đuổi liên quan đến cuộc xung đột Ukraine có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Trump cũng nhắc lại điều ông từng nhiều lần đưa ra trước đây, rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bao giờ leo thang nếu ông là Tổng thống Mỹ. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, ông Trump nhiều lần tuyên bố chiến sự sẽ không xảy ra nếu ông là Tổng thống và ông sẽ chấm dứt xung đột trong một ngày nếu tái đắc cử vào năm 2024. Trong một thông tin khác, Reuters đưa tin Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn mức tăng chi tiêu quốc phòng 303 tỷ hryvnia, tức 8,28 tỷ đô la Mỹ cho thời gian còn lại của năm 2023. Số tiền này sẽ được bổ sung vào ngân sách cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine, hiện là 1,67 ngàn tỷ hryvnia, chiếm 26,6% GDP. Bà Roxolana Pitlasa, người đứng đầu Ủy ban Ngân sách Quốc phòng Ukraine cho biết trên Facebook rằng Quốc hội đã thông qua dự thảo sửa đổi về ngân sách nhà nước năm 2023 nhằm phân bổ thêm 303 tỷ hryvnia cho nhu cầu quốc phòng. Theo Bộ Tài chính Ukraine, 225 tỷ hryvnia sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho quân nhân và 78 tỷ hryvnia để mua thiết bị quân sự và các chi tiêu cần thiết khác. Nghị sĩ Yaroslav Zelenyak cho biết dự thảo sửa đổi được Quốc hội thông qua sẽ làm tăng tổng chi tiêu ngân sách nhà nước thêm 323 tỷ hryvnia. Ông nói, những thay đổi này đã lập hai kỷ lục trong lịch sử Ukraine. Lần đầu tiên, chi tiêu ngân sách chung vượt mức 3,39 ngàn tỷ hryvnia và thâm hụt ngân sách vượt mức 2 ngàn tỷ. Việc tăng chi tiêu cũng một phần nhằm chuẩn bị cho mùa đông thứ hai trong xung đột, với những lo ngại rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công vào lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến cho hàng triệu người dân mất điện như những gì đã xảy ra vào năm ngoái. Mùa đông đang đến, mang theo triển vọng không mây sáng sủa cho Ukraine khi đất nước này bước vào những ngày tháng lạnh giá với hệ thống năng lượng què quặt. Cùng với đó, Ukraine còn thường xuyên phải đương đầu với những trận tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Nga. Điều này khiến mạng lưới năng lượng thêm suy yếu hơn so với một năm trước. Chắc chắn rằng mức độ tin cậy sẽ thấp hơn vì không phải việc gì cũng có thể thực hiện được như dự tính trong quá trình xây dựng. Phát biểu của vị Tổng Giám đốc DITEC, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine đồng nghĩa với việc sẽ có thêm những đêm đông không có ánh sáng và sưởi ấm cho nhiều người dân Ukraine. Và đây còn là thách thức lớn cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế nói chung. Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này cố tình tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng để gây thiệt hại cho dân thường.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh nhanh chóng hỗ trợ và giúp đỡ. Chúng tôi hiện đang nỗ lực bằng mọi cách để giúp Ukraine có thể mua thêm hệ thống phòng không trước mùa đông. Hiện tại chúng tôi vẫn đang chờ các đối tác đưa ra một số quyết định. Tuy nhiên, mọi nỗ lực liên quan đến việc bảo vệ các cơ sở quan trọng hay việc xây dựng lại các cơ sở này mà các vùng đang tiến hành đều phải được ưu tiên trước khi mùa đông bắt đầu. Kiev không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại đối với hệ thống năng lượng vì lý do đây là thông tin nhạy cảm trong thời chiến. Tuy nhiên, hồi tháng 6 năm 2023, Liên Hiệp Quốc ước tính công suất phát điện của Ukraine đã giảm khoảng một nửa so với mức trước khi xung đột nổ ra. Sáng sớm nay, chính quyền Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa trong đêm vào khu vực Odessa ở phía nam Ukraine, làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng. Thống đốc Oleh Kipper cho biết 4 người bị thương trong cuộc không kích nhằm vào một nhà trọ và một cơ sở sản xuất ngũ cốc bên cảng. Tuy nhiên, ông không nêu rõ cuộc tấn công diễn ra ở đâu. Quân đội Ukraine cho biết trong cuộc tấn công, Nga đã bắn tên lửa siêu thanh Onyx từ bán đảo Crimea. Lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thường xuyên vào cơ sở hạ tầng cảng trong những tuần gần đây, gây khó khăn cho Ukraine trong việc xuất khẩu nông sản. Trong khi đó, thống đốc vùng Belgorod của Nga cùng ngày cho biết một thường dân đã thiệt mạng ở làng Urazovo gần biên giới Ukraine do pháo kích của Ukraine. Trước đó, ông cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 3 tên lửa của Ukraine trong khu vực. Thưa quý vị, chiến sự giữa Nga và Ukraine đến nay đã diễn ra gần 600 ngày. Trong suốt khoảng thời gian này thì nhiều người dân Ukraine đã phải ly tán, sống tạm bợ ở những nơi trú ẩn hoặc là phải sơ tán ra nước ngoài để có thể bảo toàn tính mạng của mình. Tuy nhiên, có một cụ bà U80 không ngại khó khăn, gian khổ hay là hiểm nguy mà vẫn tìm cách vượt đường xá xa xôi để từ Nga quay trở lại ngôi làng quê hương ở Ukraine. Ngay bây giờ thì Trúc Huỳnh mời quý vị cùng lắng nghe hành trình phi thường của cụ bà Vera Chernukha qua video ngay sau đây. Cụ bà Vera Chernukha, 76 tuổi, là cư dân duy nhất của ngôi làng Deminchivka trong gần một năm qua. Bà cho biết con cháu từng đến đây nhưng không còn ai ở lại cả. Bà đã trở về đây sau chuyến hành trình dài 4.000 km xuyên ba quốc gia từ Nga, nơi bà phải nhập viện sau khi ngôi làng của Ukraine gần biên giới bị trúng bom vào tháng 2 năm ngoái. Đó là thời điểm cuộc xung đột bắt đầu. Tên lửa nổ ngay phía ngoài cửa nhà bếp cụ. Tôi quay vào nhà, trong đó có một túi đựng giấy tờ và thuốc men, bên trong chứa đầy thuốc. Tôi chụp lấy chiếc túi và một chiếc khăn tắm vì người bê bết máu, không biết từ đâu chảy ra. Tôi bỏ ra đường và không biết ai đã tìm thấy mình. Tôi tỉnh dậy ở Belgorod trong phòng bệnh. Bà phải ở trong bệnh viện Nga hơn một tháng và đôi khi phải rơi nước mắt ở đây. Tất nhiên là tôi buồn, tôi khóc lóc, làm sao để về được nhà. Họ giữ tôi ở đó một tháng rồi muốn đưa tôi đi vào trại tị nạn. Ngay cả giấy tờ cũng có sẵn ở đó để gửi tôi đến đó, đến Nga. Con dâu của bà đã tìm thấy bà đông lúc và các tình nguyện viên đã cố gắng giúp hai mẹ con về nhà. Sau nỗ lực vượt biên không thành, họ đã nghĩ ra cách khác. Chúng tôi đi qua Latvia, Lithuania, Ba Lan, đến Lviv, rồi Vinnytsia. 7 ngày đi xe buýt nhưng chúng tôi đã quay lại Ukraine. Lực lượng Ukraine đã giành lại phần lớn khu vực trong các cuộc tấn công, nhưng ngôi làng của bà đã bị hư hại, bây giờ bà phải dành cả ngày để thu dọn những mảnh vỡ. Vườn ong bị phá, ong bay đi hết, chẳng còn lại gì. Tổ ong nằm rải rác khắp vườn. Đây là những hố bom tôi đang lấp chúng lại. Ở đây có 15 hố bom, thật là một cơn ác mộng. Bà đã sống sót qua nhiều đêm pháo kích trong ngôi nhà tạm bợ của mình kể từ khi quay trở lại ngôi làng. Nhưng ngay cả điều đó cũng không làm bà sợ hãi. Tổng thống Moldova Maia Sandu mới đây cáo buộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga dẫn đầu âm mưu binh biến nhằm lật đổ bà. Thông tin này được bà Sandu tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Financial Times. Tổng thống Moldova nói thủ lĩnh trước đây của Wagner là ông Yevgeny Prigozhin đã đứng sau âm mưu này. Bà Sandu nói hồi năm 2022, Wagner đã tìm cách biến những cuộc biểu tình chống chính phủ thành sự kiện bạo lực. Vào tháng 2, nữ tổng thống cáo buộc Nga âm mưu đảo chính ở Moldova bằng cách châm ngòi cho các hoạt động biểu tình. Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ các cáo buộc trên và trước đó cho rằng Moldova theo đuổi nghị trình chống Nga. Kể từ khi bà Sandu đắc cử tổng thống năm 2020, Moldova đã trở thành ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Lâu nay, giá khí đốt mua từ Nga là chủ đề gây tranh cãi giữa Moldova và Nga. Tình hình tại vùng Lykai Transnistria của Moldova cũng dẫn đến căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Moldova. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7 tháng 10 của báo Thanh Niên cũng đã hết. Trúc Huỳnh xin thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt.